Người ta đương định rằng thì là nếu mà ông Donald Trump mà chạy tội hoặc là ông Donald Trump mà bây giờ đó đụng nghĩa là sa thải cái ông special counsel ở đó cái ông gì nhỉ, Weimer à, ông Ajamura. Mueller thì thành ra đấy là một cái loại mà cản trở công lý thế thì nhưng mà bây giờ đó thì cái ban tham mưu của, đây là tin mới, cái ban tham mưu của cái ông Donald Trump này đó thì ông ấy đòi hỏi là cử thêm một cái special counsel nữa bên cạnh cái kia, tại vì nó còn nhiều vấn đề nữa, từ bà Hillary cho tới nước Nga nước ghét thì là bây giờ mà cái đòi hỏi này đó nó hợp lý, không những là không cản trở công lý mà lại phải mở rộng ra để tìm thêm bới bóc cái công lý ra, thành ra tôi mới thấy rằng và ban nãy cái tin giờ chót đó, tức là ông Donald Trump ông ấy lại còn bắt đầu ngoài cái vấn đề mà dọn thủ đô sang 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 Israel đó, thì bây giờ ông ấy làm luôn, nói về cái chết của Tổng thống Kennedy, cái hồ sơ đó, đó đây là một cái vết nhơ của cái nước Mỹ, thành ra tôi thấy là ông này ông ấy làm bài bản và nó coi như rằng thì là ông ấy phá cái thế vây hãm, mà phá cái thế vây hãm có bài bản, và đấy mới là cái sứ mạng của Donald Trump, tức là bẻ quẹo cái nền chính trị tam quyền phân lập, tất cả những các cái đó đạo đức giả. Cho nên nếu mà để nói vắn tắt đó thì khi ông Donald Trump nói rằng America first, trả lại cái sự kính trọng của nước Mỹ, thì bây giờ thêm một cái nữa, tức là các nước cũng hãy yêu đất nước mình, cũng hãy đặt đất nước mình là số 1. Và vậy thì nếu đặt đất nước mình là số 1, cái xu thế của thời đại hiện tại bây giờ, tức là yêu đất nước mình, yêu đất nước mình, và đất nước mình bây giờ đó thì rõ ràng khi Donald Trump tới Việt Nam và thế giới nhìn thì đất nước mình là một trong những đất nước mà tiến có một cái mức độ tiến nhanh nhất, và đây mới là cái xu thế của thời đại, Việt Nam, của cái thời đại của mình ấy, tức là bây giờ không ai nói chuyện dân chủ, độc tài, độc tiết gì nữa, và bây giờ là nó yêu nước cực đoan, yêu đất nước của mình, tức là đấy là cái xu thế của thời đại. Vậy thì đừng nói gì tới vấn đề tự do dân chủ cả. Thì Nói về đa nguyên đa vâng đúng đảng và cái anh mà cái anh tiến sĩ, cái anh gì ở trong nước, cái anh Đỗ gì ấy nhỉ, anh mà bây giờ anh ấy nghĩa là suốt ngày anh ấy nói về cái tâm trạng, nghĩa là về cái coi như là nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ đó là nghĩa là nó lung lay tới nơi rồi, bởi vì thì là không còn ai cho vay tiền hết, và tất cả cái món nợ này thì là con cháu chúng ta phải trả, và cũng lại là một cái loại chúc giữ cho quê hương, tức là bây giờ đó là bao nhiêu cái đập ở trên của Trung Cơ Quốc nó xuống đây đó, là bây giờ đồng bằng sông Cửu Long là bây giờ lở lói hết rồi, không còn gì hết, bây giờ là coi như rằng thì là Thì bác nói rồi, nó chúc giữ cho quê hương không à, đấy, vâng, đấy. thành ra đó là Nữa. Bịa đặt là phi công Mỹ phi công Nga mới là phi công Trung cộng bắn rớt máy bay Mỹ thế thì ok thì Mỹ lại thua Nga với Trung cộng luôn biết mà không có nghĩ là sâu sắc thành ra
nhân đây thì lại nhắc lại có một cái sự kiện mà gần 30 tháng 4 năm 75 đó, thì cái ông luật sư Đỗ Đức Hậu đó, ông ấy đời xưa ông cũng là ở bên nhà ngoại giao, thì ông ấy kể chuyện rằng ông ấy nhận được một cái điện thoại gọi và nói rằng thì là bây giờ tình hình mà nguy như thế này rồi, thì các ông nhân danh Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi người Tàu tới giúp, thì người Tàu sẽ mang đại quân xuống để mà giải vây, để cứu Việt Nam Cộng Hòa. Không, mà cái đó là sự thật. Cái ý đồ của Trung Quốc là sự thật. Cho nên sau năm 75, nó đâu có muốn mình thống nhất đâu. Cho nên nó mới xui cái bọn Pol Pot, nó mới đánh ở phía Tam. Và tới bây giờ, lúc nào thằng Trung Quốc nó cũng là cái ý đồ của nó. Nó vẫn phải là một cái nước lãnh đạo ở Biển Đông. Thế thì là ông này đó, nhân đây thì mình mới nói chuyện rằng không những là ông luật sư Đỗ Đức Hậu hay là nhiều người khác nữa nhận được cái đó, nhưng mà người ta đều từ chối cả. Mọi người nói là chúng tôi đã thấy giờ này là chúng tôi thấy rằng thì là cái cuộc chiến gọi là xào xáo, cái cuộc chiến này là nó mang lại, nó là cái nghiệp của dân tộc. Chúng tôi không còn muốn chiến tranh nữa. Cũng giống như ông Nguyễn Cao Kỳ nói đó, thống nhất, ai cũng muốn thống nhất hết, nhưng mà bên kia mình làm không được thì bên kia họ làm được thì mình phải mừng, có thế thôi. Nguyễn Cao Kỳ đi về. Thế nhưng mà cái bọn buôn hận thù ở đây là nó vẫn phải nói rằng thì là Trung Quốc đánh dùm cho thôi. À, không ạ? Trung Quốc đánh dùm, máy bay là ở bên kia, tất cả những các cái thứ đó có lúc nào được, phải về Trung Quốc hết. Thành ra cũng giống như là nó nói đại pháo đại phiếc ở Điện Biên Phủ cũng đều là cái đường lỗi này, nó nói rằng thì là bảo là pháo của Trung Quốc bắn qua chứ không phải là pháo của Việt Minh. Nó nói thằng này là hai thằng cố vấn của Trung Quốc, là tất nhiên cái hồi đó nó là cái cuộc chiến tranh lạnh mà, thì đúng. Trung Quốc nó có giúp mình có, thằng, nó có nhưng mà cái người Việt Nam nó trả lời hay lắm. Một cái câu này mà cũng đáng nói. Bên phía Việt Nam nói rằng thì là các đồng chí giúp chúng tôi phương tiện thì chúng tôi còn trả được. Chứ nếu mà các đồng chí mang đại quân qua đó thì cái nợ máu này chúng tôi không trả được. Cho nên tôi từ chối cái sự mà các bạn mang quân sang. Đấy mới là cái và trả lời, tôi thấy mới là trả lời sang trọng như vậy. Là cái là nó thánh địa Hồi giáo nhé. Tức là Jerusalem. Bây giờ đi vào thưa Jerusalem. Theo tôi đó, đây là để mà vào một cái trật tự mới. Và ông ấy cả bới tung tất cả mọi cái mặt trái mặt phải của cái nền dân chủ của nước Mỹ. Để mà sắp rồi, xếp lại. Và để nước Mỹ sắp xếp lại. Và để vào một cái trật tự mới thì mới mới biết rằng thì là Nhật sẽ đóng vai trò nào, những người nào. Bây giờ rồi nước Mỹ, chứ không phải là nước Mỹ mà cứ đứng ra để mà bày đặt cái người này người kia đâu. Làm sao mà chỉ huy được người Nhật, làm sao mà chỉ huy được người Úc, làm sao mà chỉ huy được này. Đấy đó, nó nằm trong cái câu mà ông ấy nói là không mang cái giá trị mà áp đảo, là hay là đời xưa mà báo chí vẫn cứ nói là làm sen đầm quốc tế đó. Thì cái câu chuyện là thôi, chúng ta nước Mỹ cũng mỏi mệt, và nước Mỹ tôi chỉ lo cho nước Mỹ cũng là đủ mệt rồi. Và thôi các nước hãy lo cho mình, hãy yêu nước mình. Đây là cái thông điệp của thời đại. Nhưng bác nói lúc nãy đó là cái vụ mà điều tra của ông Trump ấy có liên hệ, ông Paul Manafort nó liên hệ với lại Nga này kia. Xong rồi bây giờ đó, ông Trump ông lên tiếng liền, ông bảo cái thằng FBI mới là cái thằng mất dạy, mới thằng cà chớn. Ông bảo là lộn xộn, ông sẽ đưa cái vụ mà cái vụ ông Kennedy bị giết đó, nó có liên quan đến FBI hết đó. Và công nhận ông có phải công, ông có rất là cứng cựa, rất là cứng cựa. Khi mà cái chỗ mà thánh địa
Jerusalem đó đó là nó cách cái hang Bethlehem đấy, chỗ mà vua chưa Chúa sinh ra đời có 10 cây số rồi, nhưng mà chỗ đó nó lại là cái thánh địa của Mecca, là thánh địa của Hồi giáo. Thì bây giờ khi mà ông công nhận, ông bảo ok, ông rời cái tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv, từ xưa nay vẫn ai cũng biết là Tel Aviv là của Do Thái, thủ đô của Do Thái, bây giờ ông công nhận và đưa cái tòa đại sứ đi qua bên đó. Và mỗi một năm á, ở người Hồi giáo họ có hai cái lễ, nó gọi là lễ Ramadan và cái lễ kia nó gọi là Holi cái gì đó. Đấy. Thì cái lễ Ramadan đó là hồi cuối tháng 7, mà đi lễ thường thường là có thể là gọi là cả tháng nữa, người Hồi giáo đi không đạp nhau mà chết. Và sẵn sàng đạp nhau để mà chết này, tới đó chỉ cần nghĩa là nói là nhìn thấy được cái chỗ mà cái là Holy Allah Allah cái gì Allah là thấy là mình sẽ được lên thiên đàng này này. Thì bây giờ đã công nhận là của bên Do Thái. Ông đánh vào luôn cả Công giáo nữa. Bởi vì Do Thái giáo và Công giáo hai cái đạo khác nhau nữa. Đồng ý là cũng thờ Chúa nhưng mà Do Thái khác. Bởi người Do Thái nó có cái chỏm mũ ở trên đầu nhỏ trên đầu. Thì nó gọi là Do Thái giáo. Thành ra ông hầu như tất cả tổng thống Mỹ nào đó cũng phải kiêng nể những người Do Thái. Và chính người Do Thái là người điều hành cái nước Mỹ này chứ chẳng ai. Khi mà ông bảo tao mà công nhận cái thằng Do Thái như vậy rồi đó là cái thằng FBI tao không cần biết. thì cái câu chuyện là tuy vậy mà ông này là cái người mà ông ấy làm một cái cú thăm dò. À, tại vì rằng thì là liền sau đó ông ấy nói rằng thì là để xây cái tòa đại sứ, chúng ta sẽ xây một cái tòa đại sứ chắc phải mất 4 năm. Đúng rồi. Và trên cái con đường 4 năm đó bây giờ mới tuyên bố đó thôi. Thì xem rằng thì là cái phản ứng của các bên như thế nào. Thì mà ông ấy giải thích mà nghe có vẻ đúng là ông ấy nói chuyện rằng thì là đây nó là một cái khúc mắc mà cái đạo đức giả của thế giới không dám đụng tới. Bây giờ đó chúng ta đụng tới để chúng ta thấy rằng thì là các bên sẽ nói gì và các bên sẽ thấy mình vô lý hay có lý. Đây tại vì rằng thì là mình nhìn thấy là trong lịch sử nhân loại đó thì cái cuộc chiến mà dai dẳng nhất là cuộc chiến tôn giáo. Cuộc chiến tôn giáo. Ông này là lên một cái là ông cứ tấn công truyền thông. Bây giờ là có ai dám tấn công truyền thông? Bây giờ là tấn công tôn giáo. Bây giờ là tấn công cái mặt trái của nước Mỹ. Tức là cái chuyện ám sát tổng thống ấy gì đó. Nó cũng nó đầy cái nhơ như nhuốc. Chỉ trỏ các nước kia là không có dân chủ. Tòa án Kangaroo, không? Tòa án của Kangaroo. Tòa án mà nó nhảy xoáy.